lúc này cô mong chờ cơ chuyện đang gì cô chỉ nhau cái tàu y tàu xong nó là dạng tàu lúc bé lì trong phòng của chùa tàu bé lúa bị nó nả dạng ok chỉ ở lúc này như nhua y chỉ nhau cái tàu một lên nó lú ở xong lại y xong lại cái để cái mê là những bao của những bao thì phong tây dương để bé sụt là những bao của cái tí là những bao trong cũng sửa và tê và lên ở trong đó có quý hà năm mà luôn nó và từng có tôi mua là mê tuần sai là mê tôi sẽ mình tôi mình nhỏ là cố gắng cụ chế nên tôi chịu tiền của tàu tây giang và cô giống ở trong sai này kia này hay là nó mê mê bao lại tôi cho mê bù lại để có mê cho lần trước của sáng tàu lửa ha giờ ta giảng từ giờ bé họ giống mua và bli bli đó cả tao là bé tàu bli đó giờ ta tôi giảng từ giờ bé tàu mất thẳng là bé tàu mất thẳng ha thì giờ họ tỷ cú là và cũng nhiệt và chúng mất thẳng giờ họ ta họ tỷ tua lười tua nên sáng tỏ lớn nó là bé giờ tàu chỉnh ha này kia thì hà nội nó cho nên cho mới vào là này của bố trên này cả sư sau nó chạy với hà bắc lưu đâu à cái là tiết sĩ tiết sinh tiết dây tiết phong tiết dư và ít phong gì nữa tụ phong gì nó này cái có nhau mà nên một trăm một cái một tí có nhau mà ít bao ít bao và có gì tụi này giòn có khi nó khâu khi nhau cứng nhanh có và quan chỉ nói nhiều khó giờ cái tụi nó xài một bánh sử ít tụi này một bánh sử nó chỉ nhau tới và sự sinh này nhiều và cho nên lưu trâu được cái này nó đó mà vì ta tụi này và ủa giờ tôi nên chỉ chơi vào sáng thì nó sẽ lại vào tàu sao tàu khe thì có mấy cháu vào tránh ô trên này tôi vào phong hiến luôn nó cả mấy dòng nó gì và chia tay tôi phong hiến luôn nó cũng sẽ sáng một bông là tôi chưa học kỹ trong nó này cái vì hiện tại chút kế và lúc chơi lúc nhau chút kế nó cứ học chút kế và bé và đang chỉ là bé sáng của dòng sư đấy mà tập bé nó chỉ dòng mồm đồ lên đó là cả mấy dòng nó gì ha mấy sáng tổng cái dục kế của là những nhau một cái một tí ha bé và sẽ lấy cho nên cho hạ sư thì và chạy vô hà hà sa tê tụt sẽ hà là cô chỉ châm lông lô tê thảo tê tụt họ châm lông là người hà hà cho kê ha thì một lần chỉ là của từ phòng nhà châu chỉ là cái bé của nên còn một lần chỉ phải sư phụ thì thảo mới sẽ lựa chọn gì nữa.